là so với đô thị, thế là nó an toàn hơn so với cái đô thị một chút, vậy thì người ta sẽ có cái xu hướng là dùng đô thị nhiều hơn. Về dược động học thế thì chị thấy là bởi vì là nó dùng hấp thu đường uống thì cũng khá là tốt đó, đường uống mình cũng có thấy đó. Đối với cái tigersilin thì mình có thể sử dụng ở dạng là tiêm tĩnh mạch, thì hấp thu thì có thể giảm khi mà có thức ăn, hoặc là đặc biệt cái mà mình cần phải quan tâm ở đây đó là những cái ion kim loại, ví dụ như là Mg2 cộng, Al3 cộng, hoặc là cái ion kim loại nặng khác. Thì chỗ này nếu như mà vậy thì nếu như mà các anh chị mà dùng với những cái thức ăn ví dụ hoặc là đồ uống ví dụ như là sữa chẳng hạn có CA2 cộng thì nó sẽ tạo phốt với lại tetraxilin, mà cái phốt này có cái bản chất gọi là có cấu trúc rất là cồng kềnh dẫn đến là làm giảm hấp thu tetraxilin đó. Cho nên cái tương tác cũng là cái dược động học quan trọng của cái tetra là đối với các cái antacid hoặc là những cái ion kim loại ví dụ như là Mg2 cộng, Al3 cộng hoặc là Ca2 cộng chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ làm giảm hấp thu, và làm giảm hấp thu thì nó làm giảm nồng độ thuốc trong máu, làm giảm tác dụng của các cái tetra. Hả? Về phân bố thì sẽ phân bố tốt ở mô hoặc cái dịch cơ thể trừ dịch hô hấp ra. Được không? Qua được nhau thai và sữa mẹ. Chú ý ở cái chỗ này, qua được nhau thai và sữa mẹ cho nên thuốc thì nó sẽ được chống chỉ định cho đối tượng là phụ nữ có thai hoặc là những cái phụ nữ đang cho con bú. Bởi vì cái độc tính của nó khá là cao. Thì khi mà nhắc đến độc tính thì anh chị lại coi là về cái dược động học nó được phân bố ở đâu. Thì nó sẽ được tích trữ ở xương, ở gan, ở tỳ tạng và ở răng rất là nhiều. Được không? Ví dụ như là ở xương và ở răng thì khi mà hấp thu tetra vào cái anh chị tetraxilin thì nó sẽ gắn với lại các cái ion kim loại này hoặc là đặc biệt là canxi của xương tạo thành một cái phức hợp đó là tetraxilin calcium và orthophosphate ở trong xương và răng. Được không? Thì cái phức hợp này nó sẽ gây lắng động, nó đổi màu men răng, hư men răng. Và đối với xương thì nó sẽ gây lạ chậm lớn. Thế thì người ta sẽ không dùng cho những cái đối tượng là phụ nữ có thai hoặc là phụ nữ đang cho con bú hoặc là đối với trẻ em mà nhỏ hơn 8 tuổi. Đây, thì dựa vào dược động học phân bố của nó mình là có thể biết được một vài cái chẩn chỉ định cũng như là dựa vào cái dược động học để hấp thu của nó thì mình có thể biết được về cái tương tác. Tới 1/2 thì dao động từ 5 đến 19 giờ và nó dài nhất đối với những cái silin thế hệ 2 như là Mino và Doxy. Vậy thì nhắc lại trong cái slide này các anh chị nhớ nghe là cái tetraxilin là một cái kháng sinh phổ nó rất là rộng. Đó, gram âm, gram dương và mầm nội bào thì nó cũng đều có tác dụng là một ý. Nhưng mà bởi vì nó được sử dụng từ rất là lâu rồi, từ năm 1948 đến nay đó, và sử dụng một cách tràn lan ấy, cho nên là tình trạng đề kháng rất là nhiều, đề kháng chủ yếu đối với các cái tetraxilin thế hệ 1. Còn các cái silin thế hệ 2 như là Mino hoặc là Doxy thì đề kháng ít hơn và cái phổi thì vẫn còn giữ được. Và cái ý tiếp theo đó là về sắp xếp thứ tự tăng dần hiệu lực của các cái kháng sinh trong nhóm tetra. Thì các anh chị thấy là thế hệ 1 thì hiệu lực của nó yếu hơn rất là nhiều so với thế hệ 2. Đấy là từ oxy là cái thuốc mà có cái hiệu lực thấp nhất trong cái nhóm này. Tetra cũng là thế hệ 1 đó nhưng mà nó cao hơn oxy.
Còn thế hệ 2 chắc chắn là phải cao hơn rồi. Trong thế hệ 2 mình chỉ có hai thuốc thôi, đó là Minoxidil và Doxycycline. Được chưa? Mino hoạt tính sẽ tốt hơn so với Doxy. Hả? Nhưng mà là có độc tính trên tiền đình, tức là gây tăng áp suất nội sọ, gây mất điều hòa thăng bằng, gây rối loạn hả, buồn nôn, ói mửa, chóng mặt. Thì người ta lại có cái xu hướng dùng Doxy nhiều nhất trong cái nhóm này. Đó là ý thứ hai. Tiếp theo về dược động học thì anh chị thấy là nó có thể dùng đường uống hoặc là đường tiêm chịu được. Nhưng mà về cái tương tác mình phải lưu ý là đối với các cái ion kim loại, ví dụ như là Mg2 cộng đó là magie, hoặc là Al3 cộng là nhôm, hoặc là Ca2 cộng là canxi, có thể là có từ trong thức ăn, trong đồ uống, hoặc là có trong các cái thuốc dùng chung khác như là antacid, thì nó sẽ tạo thành một cái phức salad có cấu trúc rất là cồng kềnh và nó sẽ làm giảm hấp thụ của cái tetracycline. Nếu mà giảm hấp thu thì làm giảm nồng độ thuốc trong máu dẫn đến là giảm tác dụng của tetra. À, cho nên là các anh chị thấy là người ta nên uống là cách nhau 2 giờ. Okay. Về phân bố thì mình có thể giải thích được một cái chứng chỉ định, đó là phân bố tốt ở mọi dịch cơ thể trừ dịch khó ra. Họ quay được nhau thai và sữa mẹ, cho nên là chống chỉ định cho đối tượng là phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Tích trữ ở trong xương và răng, họ nhiều ở trên xương và răng tạo thành một cái phức gọi là tetracycline calcium và orthophosphate, thì cái phức này nó gây lắng đọng rất là nhiều và gây đổi màu răng, hư men răng, và trên xương nó thì giảm kéo dài cái chiều dài của xương, gây chậm lớn ở trẻ, cho nên là sẽ chống chỉ định cho đối tượng phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em nhỏ hơn 8 tuổi. Chị không có anh chị về chỉ định. Thì ít có cái sự khác biệt giữa các cái tê tra thì người ta có thể dùng trong viêm phổi người lớn, viêm trong cổ tử cung, đường tiểu, thoang giang mai, những đường hô hấp, viêm phế quản, trị mụn. Có một cái này là các anh chị nói là cái trị mụn là Doxy hả, thì có thể dùng trị mụn thấy rất là nhiều luôn á, hoặc là nhiễm như Spiral hoặc là Rotosa. Và ở chỗ này á thì cái phần chỉ định này các anh chị chỉ cần biết khi họ không có yêu cầu phải học, nhưng mà mấy anh chị phải nhớ một cái là người ta có ưu tiên là dùng Doxy hơn so với lại là Mino. Về tác dụng phụ và độc tính thì các anh chị lưu ý đối với cái nhóm tetracycline, thì khi mà nhắc đến tetra thì ai cũng nhớ đến là xương và răng, hoặc độc tính trên xương và răng là cái thứ nhất. Nhưng mà ngoài cái độc tính trên xương và răng thì có những cái nó sẽ đại diện cho cái nhóm tay tra này, đó là nhạy cảm với ánh sáng. Được không các anh chị? Thì cái nhạy cảm với ánh sáng này á, tức là cái da của mình nó sẽ bị tổn thương nặng nề hơn khi mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bình thường thì anh chị tiếp xúc không sao hết, nhưng mà khi sử dụng tay tra thì da nó rất là nhạy cảm và nó dễ bị tổn thương, có thể là bị tổn thương nặng nề khi mà tiếp xúc với ánh sáng. Còn những cái tác dụng phụ còn lại thì gây tim rơi đau hoặc là khó tĩnh mạch thì nó cũng xuất hiện với cái tần suất không có nhiều. À, trên dạ dày ruột thì hầu như kháng sinh nào cũng có. Tê tra thì các anh chị thấy là cái phổi nó rất là rộng rồi, cho nên là tác dụng phụ trên dạ dày ruột, tức là trên đường tiêu hóa đó, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy là chắc chắn không có gì để bàn. Còn một cái đó là trên thận. Thì nếu như mà các anh chị mà sử dụng thời gian quá là dài thì nó mới gây đến cái tác dụng phụ trên thận này hả, trên ống thận, suy thận và gây hội chứng Fanconi. Nhưng mà cái này sẽ phụ thuộc vào cái thời gian dùng. Nói thêm thôi, vậy thì chỗ này các anh chị lưu ý đối với tê tra thì có rất là nhiều cái tác dụng phụ, đúng không? Như là quá mẫn, thuốc nào cũng có hết chứ không riêng gì tê tra. Trên dạ dày ruột như buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, thuốc nào cũng có hết. Trên thận khi mà sử dụng quá dài, tức là cái thời gian kéo dài quá so với khuyến cáo, đúng không?
thì mới có đến là suy thận hoặc là rối loạn chức năng ống thận gây nên hội chứng Fanconi. Ảnh hưởng đến xương và răng là cái đặc trưng cho cái tê gà. Khi mà nói đến tê gà thì ai cũng nhớ đấy là ảnh hưởng đến xương và răng, chống chỉ định cho đối tượng là trẻ em nhỏ hơn 8 tuổi hoặc là phụ nữ có thai vừa mới tròn con bú. Đó. Đấy. Tiếp nữa là nhạy cảm với ánh sáng, tức là da sẽ đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng, sẽ bị tổn thương hoặc là có thể ở cái mức là nặng nề luôn khi mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cô ấy dùng tê cha nhiều quá nó vàng răng phải không cô? Dạ đúng rồi ạ. Gây vàng răng, mà cái này là vàng răng vĩnh viễn luôn, tức là khi mà mình ngưng rồi á thì cái màu răng nó vẫn là cái màu vàng răng nó một cách vĩnh viễn luôn, cho nên sử dụng cái này cũng rất là hạn chế. Có những cái tác dụng phụ khi mà mình ngưng thuốc á thì nó sẽ hồi phục, nhưng mà có những cái tác dụng phụ là vĩnh viễn luôn, tức là mình ngưng rồi nó cũng không có được cải thiện đâu. Thì cái vàng răng ở khi mà dùng tơi tra là vàng răng vĩnh viễn, không có đi tẩy trắng được ha anh, đó là vàng rồi, bây giờ có đi tẩy kiểu nào nó cũng không trắng được. Về tương tác thì ở đây các anh chị lưu ý đến cái tương tác với các cái ion kim loại như hồi nãy em đã nhắc, đấy là canxi, nhôm, magie hoặc là cái thuốc antacid gì đó, thì nó sẽ tạo phức xe lá cấu trúc rất là cồng kềnh, dẫn đến là khó hấp thụ, là cái mà mình phải quan tâm nhất. Rồi còn những cái còn lại ví dụ như là kháng vitamin K, tức là anti-K thôi đúng không? Đó, thì nó là thuốc chống đông, thì gây tương tác là làm tăng hiệu lực của chống đông, mà làm tăng hiệu lực của chống đông rồi thì nó sẽ kéo dài thời gian tan máu, chảy máu và có thể dẫn đến xuất huyết. Được không? Còn nếu như mà tương tác với những cái chất cảm ứng enzyme gan, được không? Những cái chất cảm ứng enzyme gan tức là hoạt hóa cái enzyme chuyển hóa thuốc, đúng không? Mà chuyển hóa thuốc mà tăng thì sẽ làm giảm đi cái T 1/2 của doxycycline. Đấy, chuyển hóa doxycycline mà tăng thì thuốc nó sẽ đào thải ra, nó chuyển thành cái dạng không có hoạt tính nhiều á, nhanh, thì T 1/2 của nó sẽ bị giảm, là chuyện hiển nhiên. Đây là một vài cái hoạt chất biệt dược thân các anh chị. Thì các anh chị lưu ý là cái tên á, cái tên bự bự ở trên này nè, cái chữ bự nhất thì sẽ là cái tên biệt dược. Tên biệt dược là tên do nhà sản xuất đặt, đúng không các anh chị? Tức là bây giờ hoạt chất thì nó là doxycycline, mình có thể lấy cái hoạt chất này để làm tên biệt dược, hoặc là nếu mình không thích cái doxycycline này mình có thể đặt lại thành một cái tên khác. Ví dụ như mình tên gì mình có thể lấy cái tên đó đặt cho cái tên thuốc cũng được, đúng không các chị? Ví dụ như là các chị thấy là cái tricolor, trĩ không lo đó hả, muốn đặt kiểu nào đặt thôi, đó là tên biệt dược hoặc là tên do nhà sản xuất đặt, hoặc là gọi là tên thương mại cũng là nói luôn. Còn tên hoạt chất thì phải là tên chung quốc tế, tức là nước nào đi chăng nữa cũng phải sử dụng cái tên đó. Về liều dùng thì không có yêu cầu các anh chị phải học, mình chỉ cần tham khảo thôi. Nhóm tiếp theo đó là cái nhóm chloramphenicol, hay còn gọi là cái nhóm phenicol, bởi vì trong cái nhóm này nó chỉ có hai cái thuốc thôi. Mà cái nhóm cái thiamphenicol thì từ rất là lâu rồi đã không có dùng. Thì cái chloramphenicol đó thời điểm hiện tại thì người ta cũng không có dùng luôn, mà người ta chỉ dùng có cái thuốc nhỏ mắt thôi các anh chị, đó là cái thuốc nhỏ mắt chloramphenicol thì còn thấy xài đấy, chứ dùng đường toàn thân thì không còn nữa. Thì chloramphenicol các anh chị thấy là nó toàn là cái gu điển thôi lúc trước, bởi vì bắt đầu sử dụng thì cũng là từ năm 1947, rất rất là lâu trước rồi. Thì đây là một cái kháng sinh, ban đầu thì nó được ly trích từ một cái chủng đó là streptomycin, nhưng mà sau đó thì nó được tổng hợp hóa học, bởi vì các anh chị thấy là về mặt cấu trúc nó đơn giản mà, nó chỉ có một cái vòng benzen thôi, sáu cạnh đấy. Xong rồi thì cái nhóm chất này này các anh chị thấy là OH, OHNH, tức là nhóm OH rồi nhóm COCl, nói chung tổng hợp dễ dàng, tổng hợp được một cách là dễ dàng, được không? Sau đó về mặt dược động học nữa thì các anh chị thấy là nó được hấp thu rất là tốt hả,
Phở tác dụng thì rất là rộng và có hiệu quả trên hầu hết các chủng vi khuẩn, cho nên được sử dụng rất là phổ biến. Đó. Chính vì được sử dụng phổ biến như thế cho nên là cái tình trạng đề kháng nó rất là nhiều. Sau đó nữa thì người ta mới phát hiện ra là cái độc tính của nó quá là cao, mà độc tính chủ yếu là trên hệ tạo máu. Đấy. Thế nên là đến thời điểm hiện tại thì người ta rất rất là hạn chế dùng cái Benicol. Về cơ chế thì nó gắn vào nông ớt ribosome. Đó. Giống như là trên cái slide đầu tiên rồi. À, đề kháng thì chủ yếu là đề kháng thu nhận được qua các plasmid thôi. Hoạt tính thời các anh chị thấy là phổi rất là rộng, được rằng âm răng dương tỵ khí nội bào hả đều tác dụng được hết. Thường thì nó chỉ là một cái kháng sinh kiềm khuẩn thôi, bởi vì nó ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn. Nhưng mà đối với cái chủng Haemophilus influenza, vi khuẩn đường hô hấp á, thì lại là có tác dụng diệt khuẩn, tức là nó chỉ có đặc biệt trong cái trường hợp này thôi, còn lại thì nó là một cái kháng sinh kiềm khuẩn phổ rất là rộng. Đúng không? À, gram âm thì trên một số là như là Haemophilus, Salmonella, Rosella, E. coli. Gram dương thì có là Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus. Kỵ khí thì có Clostridium, Bacteroides. Nội bào thì có Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia. Đúng không? Vậy thì chỗ này yêu cầu các anh chị chỉ cần biết cho em là phổ của Fenicon rất là rộng, gram âm, gram dương, kỵ khí, nội bào. Hả? Phần lớn là có tác dụng kiềm khuẩn và nó diệt khuẩn trên cái chủng là influenza. Được không? Đấy. Còn nếu như mà bắt các anh chị mà học luôn cái phổ là trên con gì nữa là nó hơi nhiều, cho nên là thôi đối với các chị thì em nó không có yêu cầu phải học luôn cả cái tên của con vi khuẩn. Được không? Bởi vì là mình rất là nhiều việc, mình vừa đi học, mình thường là vừa đi học vừa đi làm nữa, ngoài ra còn chuyện gia đình đồ này nọ kiểu, nên là có thể giới hạn lại được cái nào thì em sẽ cố gắng giới hạn lại gom gọn thôi. Được tổng hợp thì các vanicon này được hấp thu tốt qua đường uống, phân bố cũng tốt. Đấy. Thì các anh chị nhìn từ trên xuống dưới nó toàn là cái ưu điểm thôi. Sau đó tới cái phần mà tác dụng phụ thì mới phát hiện ra là ồ cái tác dụng phụ của nó nặng nề thế, thì người ta mới hạn chế sử dụng lại. Còn ban đầu tổng hợp rất là dễ, cấu trúc phân tử đơn giản, hả? Hấp thu rất là tốt qua đường uống, phân bố cũng tốt ở hầu hết tất cả các cơ quan luôn. Đấy. Cho nên là các anh chị thấy là chỗ nào nhiễm trùng chỗ nào nó cũng có tác dụng hết. Nè, não nè, dịch não tủy, xương khớp rồi phổi rồi mình bụng rồi các cái tế bào, nói chung là phân bố rất là tốt. Hả? Phổ kháng khuẩn thì rất là rộng, gram âm, gram dương, kỵ khí nội bào gì cũng có tác dụng hết. Hả? Chuyển hóa ở gan thành cái dạng mất hoạt tính, cái này là bình thường, hầu hết các thuốc nào khi mà chuyển hóa ở gan cũng đều tạo thành cái chất không có hoạt tính, đó là chuyện bình thường. Thải trừ chủ yếu qua đường tiểu, một phần nhỏ qua mật, tức là dựa vào cái dược động học này các anh chị thấy nó là một cái thuốc mà dược động học điển hình luôn, là hấp thu tốt qua đường uống, phân bố tốt ở hầu hết các cơ quan, chuyển hóa ở gan, thải trừ ở thận. Đấy, nó là một cái thuốc mà gọi là điển hình. Tới một phần hai là từ 2 đến 3 giờ đối với Clorem, 2,5 đến 3,5 đối với Tianfenicol. Thì cái này các anh chị không cần phải học đối với Tianfenicol bởi vì không có dùng. Chỉ định thì mình thấy nó là toàn là cái ưu điểm thôi, nhưng sau đó thì người ta mới phát hiện ra cái độc tính của nó rất là cao đó, đặc biệt là trên hệ tạo máu. Cho nên hồi xưa các anh chị, cái đặc trưng của cái Fenicon này luôn đó là trong cái trường hợp thương hàn, phó thương hàn, nó là một cái thuốc kinh điển đấy không đấy. Hoặc còn có thể chỉ định trong trường hợp là viêm màng não, áp xe não, hoặc là nhiễm trùng phế quản, phổi, nhiễm trùng gan mật do vi khuẩn kỵ khí. Thì cái chỗ này các anh chị thấy là bởi vì là phân bố được ở não, ở dịch não tủy, ở phổi, ở màng bụng, đúng, cho nên
Phổ thì rất là rộng, cho nên các anh chị thấy là cái chỉ định hoặc là cái trị liệu chính của nó thì đều là ở các cái vị trí mà nó có thể phân bố tốt, đúng chưa? Còn thương hàn và phó thương hàn, đây là giống như là thương hiệu của Fenicon rồi. Rồi, nhưng mà độc tính rất là cao, cho nên hiện tại thì người ta sẽ không có dùng nữa. Đấy. Và độc tính đó là trên hệ tạo máu, cho nên trước khi mà sử dụng Fenicon thì các anh chị phải là theo dõi công thức máu trước khi bắt đầu sử dụng 1 đến 2 lần trong tuần. Và các anh chị sử dụng Fenicon không quá 3 tuần. Đó không? Bởi vì mình thấy được chuyển hóa qua gan, đào thải qua thận. Cho nên là phải theo dõi về chức năng gan thận của bệnh nhân nữa để hiệu chỉnh lại cái liều. Chị Hồng Thanh chạy. Về tác dụng phụ và độc tính thì rất rất là nhiều cái tác dụng phụ, được không? Rồi, phản ứng dị ứng với loạn tiêu hóa cái nào cũng có, được chưa? Cho nên khi mà các anh chị mà làm bài á thì thấy là phản ứng dị ứng hoặc là rối loạn tiêu hóa thì chắc chắn là đúng rồi đó, câu đó coi như là cho điểm, được không? Cái mà đặc trưng cho Fenicon đó là độc tính trên hệ tạo máu, tức là nó sẽ gây độc trên cái sự thành lập máu, đúng không? Đó là nó gây rối loạn tủy xương nè, có thể là gây suy tủy nè, đúng không? Với cái liều á, cái liều mà lớn hơn 50 mg trên kg trên một ngày, lưu ý ha, là cái liều mà cao á, lớn hơn 50 mg trên kg trên một ngày đó, mà các anh chị sử dụng một tuần hai tuần á, thì nó sẽ làm giảm tất cả các huyết cầu, tức là cái tế bào máu, là nó đều bị làm giảm hết luôn, được không? Có thể là gây suy tủy nè, gây thiếu máu bất sản, được không? Cho nên là các anh chị thấy là người ta sẽ chống chỉ định cho người suy tủy. Hội chứng xám hay còn biết là hội chứng Ray đó các anh chị, Ray của cái chữ xám á, Ray tiếng Anh, GRI, đúng không? Là hội chứng xám. Gây nên hội chứng xám ở những cái trẻ em mà nhỏ hơn 6 tháng tuổi, cho nên là mình sẽ có cái trường hợp là chống chỉ định cho trẻ nhỏ hơn 6 tháng tuổi. Kiểu không anh chị? Thì hội chứng xám, hội chứng Ray này á, nó sẽ có những cái biểu hiện là ói mửa, thì da của nó sẽ bị xanh tím lên, đó là cái vòng nhờ. Thì cái này giờ chắc không thấy nữa đâu hết các anh chị, bởi vì người ta sẽ không có dùng nữa. Và cái tác dụng phụ này rất rất là nổi tiếng rồi, khi mà nhắc đến Fenicon thì ai cũng biết hết, nên là người ta sẽ không có dùng cho đối tượng là trẻ em. Cái vấn đề mà người ta không nhớ đó là cái mốc thôi, thì các anh chị nhớ dùng em lại cái mốc đó là cho những cái trẻ mà dưới 6 tháng tuổi là sẽ chống chỉ định tuyệt đối. À, về biểu hiện của hội chứng xám thì có thể là hô hấp nó sẽ nhanh nè, mạch nó sẽ không đều, có thể trụy mạch, rồi ói mửa, rồi da thì sẽ xanh sẽ tím. Chị chốt lại, những cái tác dụng phụ như là dị ứng rối loạn tiêu hóa thì cái nào cũng có hả. Cái mà đặc trưng cho cái Fenicon đó là độc tính trên hệ tạo máu, đi thiếu máu bất sản, được không? Chống chỉ định cho người suy tủy. Hội chứng xám ở những cái trẻ em mà nhỏ hơn 6 tháng tuổi, nên là mình sẽ chống chỉ định tuyệt đối cho những cái đứa trẻ nhỏ hơn 6 tháng tuổi. Mà biểu hiện của hội chứng xám là gì? Đó là hô hấp nhanh, mạch sẽ không đều, sẽ có thể trụy mạch, có thể chết, có thể nôn mửa, có thể là da sẽ xanh tím, da xanh tím tái. Trong trường hợp là dùng liều cao để trị thương hàn thì trị tim mạch, đó là chuyện thường, dùng liều rất là cao thì có thể dẫn đến trụy mạch. Còn biểu hiện của dị ứng là cái gì thì các anh chị quá là rành rồi, hoặc là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa là cái gì thì mình cũng quá là rành luôn rồi. Được không? Thì từ chỗ này thì các anh chị suy ra được cái chống chỉ định mà mình đáng quan tâm nhất ở đây, đó là cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng.
tương tác. Thì các anh chị lưu ý ở một chỗ, đó là nó gây tương tác cho những cái khúc dùng chung với nó, là cái mà mình cần phải quan tâm. Bởi vì bản chất của cái chlorampheniconazole á là một cái chất ức chế enzyme, được không? Nó là một cái chất ức chế enzyme, cho nên những cái thuốc mà dùng chung với nó sẽ bị tăng nồng độ, được không các anh chị? Sẽ bị tăng nồng độ. Vậy thì nó có thể là tăng tác dụng đó, nhưng mà nó cũng đồng nghĩa với là tăng độc tính. Đấy, nó gây theo tương tác cho cái thuốc dùng chung hết anh chị, chứ không phải là ảnh hưởng đến đến phenicol. Dùng với Antica là một cái thuốc chống đông thôi. Nếu mà làm tăng nồng độ Antica thì làm kéo dài thời gian tan máu, chảy máu, xuất huyết hả? Nếu mà sử dụng với lại các cái thuốc hạ đường huyết thì làm tăng nồng độ với thuốc hạ đường huyết thì dẫn đến hạ đường huyết quá mức thôi. Hoặc là những cái thuốc khác thì các anh chị cứ là suy ra từ cái tác dụng phụ của một cái thuốc đó thôi. Vậy thì chỗ này chỉ cần các anh chị nhớ là chlorampheniconazole là một chất ức chế enzyme, sẽ gây tăng nồng độ của những cái thuốc dùng chung với nó. Tăng nồng độ thì đồng nghĩa với là tăng độc tính. Tiếp theo là cái nhóm streptoramine. Thì cái streptoramine này các anh chị thì có kinuristin hoặc là gamfloristin, đấy là một cái nhóm nhỏ thôi. Phổ là rem dương kỵ khí nội bào và đề kháng tự nhiên với rem âm hiếu khí, được không các chị? Mình thấy là cái phổ nó hẹp mà cái chỉ là rem dương kỵ khí và vi khuẩn nội bào đề kháng một cách tự nhiên với rem âm lục mạch hiếu khí. Thì cái phổ này các anh chị thấy là nó giống với kháng sinh nào rồi? Macrolide, giống với Vanco. Và cơ chế là gắn vào 50 ớt ribosome, được không? Giống như vậy, gắn vào 50 ớt là giống với Macrolide, giống với Loran. Đề kháng chủ yếu là thông qua plasmid, tức là đề kháng thu nhận được. Đó. Thông qua cơ chế là vi khuẩn sẽ tiết ra các enzyme vô hoạt hoặc là làm bất hoạt cái kháng sinh, hoặc là có một cái bơm để đẩy cái kháng sinh ra bên ngoài. Chốt lại là đối với streptoramine, phổ chủ yếu là trên vi khuẩn gram dương kỵ khí và vi khuẩn nội bào đề kháng một cách tự nhiên với gram âm hiếu khí. Được không? Phổ gần gần giống với macrolide, giống với Vanco. Dược động thì thôi các anh chị tham khảo thôi, không cũng đọc. Về tác dụng phụ thì cái này nó cũng là một cái thuốc nó không có nhiều tác dụng phụ cho lắm. Đấy. Nên là thôi mình cũng tham khảo thôi. Sử dụng là các anh chị lưu ý là nó có thể dùng để thay cho Benny trong trường hợp là nhiễm trùng phổi phế quản, và có thể dùng trong nhiễm trùng sinh dục hoặc là tụ cầu vàng, hoặc là người ta có thể dùng với aminoglycosid để mà hiệp lực với aminoglycosid hoặc là rifampicin. Thì chỗ này các anh chị lưu ý thêm một câu thôi, đó là nó sẽ thay cho Benny trong trường hợp là nhiễm trùng phổi hoặc là phế quản, thì nó sẽ thay thế cho Benny. Được không các anh chị? Cái streptoramine đó thì cái thứ nhất là các anh chị chỉ cần nhớ là trong cái streptoramine đó nó có hai cái thuốc, đó là kinuristin với lại là danfloristin, và cái phổ thì nó cũng hẹp thôi, như vậy là được. Linezolid là một cái kháng sinh, đầu tiên là các anh chị phải nhớ nó là một cái kháng sinh được tổng hợp hoàn toàn luôn ấy, mà một cái kháng sinh mà được tổng hợp rồi tức là người ta đang muốn là mở rộng cái phổ của nó ra, nhưng mà ở chỗ này mở rộng ra trơ một cái chủng nhất định thôi. Đó. Và linezolid là một cái kháng sinh thuộc nhóm oxazolidinone.
Còn cái chạy cái nhóm này nó nằm trong cái phân loại theo cấu trúc là nó nằm trong cái nhóm chính các cái nhóm kháng sinh khác á. Rồi vậy thì chỗ này người ta nếu như mà thông thường á là một cái kháng sinh mà tổng hợp đáng tổng hợp thì người ta muốn mở rộng cái phổi kháng khuẩn ra và tác dụng trên hầu hết luôn, nhưng mà đối với linalool thì người ta chỉ muốn mở rộng cái phổi nó ra để cho nó có hiệu lực trên cái gram dương mạch kháng thuốc thôi. Vậy thì nó được giới hạn chỉ định trong những cái trường hợp gram dương mạch để đề kháng hoặc đa đề kháng đấy, trong một trường hợp đó thôi các anh chị lưu ý. Rồi về phổi thì nó chỉ là một cái kháng sinh kiềm khuẩn mà chỉ tác dụng trên gram dương thôi. Được không? Những cái đặc biệt là linezolid là một cái kháng sinh được tổng hợp hoàn toàn để cho có tác dụng trên các cái chủng vi khuẩn gram dương đề kháng đa đề kháng. Cơ chế tác động là gắn vào 50S ribosome. Dược động thì hấp thu tốt bằng đường uống hả? Phân bố rộng rãi trong cơ thể, chuyển hóa ở gan, đào thải qua thận. Nói chung nó không có gì đặc biệt hết. Đó là một cái dược động học điển hình thôi. Tác dụng phụ và độc tính của cái linezolid. Thì các anh chị thấy là cũng không có nhiều tác dụng phụ cho lắm. Được không? Rối loạn tiêu hóa, đau đầu, mẩn ngứa. Rối loạn tiêu hóa thì cái nào cũng có, được không? Có một cái mà các anh chị phải lưu ý đó là nó gây giảm tiểu cầu nhưng mà có hồi phục, được không? Tác dụng đây là cái tác dụng phụ chủ yếu của nó thôi, nhưng mà nó ở cái mức độ nhẹ và có hồi phục. Vậy thì các anh chị có thể là ngưng thuốc thì nó sẽ hồi phục lại. Còn tác dụng phụ mà trên đường tiêu hóa thì nào cũng có, rồi buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy nào cũng có. Mẩn ngứa đau đầu đó là những cái biểu hiện gì đó ha, nổi ban phát ban ngứa đồ này nọ, thuốc nào cũng có. Vậy thì cái mà khi các anh chị mà nhắc đến linezolid phải nhớ đó là cái tác dụng làm giảm tiểu cầu nhưng mà có hồi phục. Vậy thì chốt lại cái linezolid là gì đó anh chị? Các anh chị vẫn còn nhớ là nó là được tổng hợp hoàn toàn với cái mục đích là dùng trong cái trường hợp vi khuẩn gram dương đề kháng. Được không? Cái tiếp theo là tác dụng phụ hoặc là độc tính của nó chủ yếu là giảm tiểu cầu nhưng mà có hồi phục, tức là mình ngưng thuốc thì nó sẽ được hồi phục lại. Sử dụng trong cái trường hợp là nhiễm trùng phổi da và cấu trúc da, hoặc là dùng mà luân phiên với lại vanco. Nói chung là gì đó anh chị, là nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng da và luân phiên với vanco, quinolone và các thuốc trị nhiễm trùng đường tiểu. Thì ở chỗ này các cái thuốc trị nhiễm trùng đường tiểu nó có nhiều hết, nhưng mà ở đây mình chỉ học là quinolone và các cái fluoroquinolone thôi, mình gọi chung là quinolone. Rồi quinolone là một cái kháng sinh diệt khuẩn đúng không? Ngay từ bài đại cương luôn thì các anh chị cũng biết rồi là quinolone tác động bằng cách là tác động trực tiếp vào ADN hả? Bằng cách là gắn kết với ADN virus là một cái enzyme tháo sống đúng không? Hay mình còn gọi là turboisomerase 2 hoặc là còn tác động về turboisomerase 4. Chị hơn các anh chị. Mà nếu như mà tác động trực tiếp vào ADN luôn thì nó sẽ là một cái kháng sinh diệt khuẩn. Phổ thì rất là rộng nhưng mà cái phổ này nó còn phụ thuộc vào các cái thế hệ của quinolone nữa, đúng không? Các cái quinolone đường tiểu là có nguồn gốc tự nhiên là không có nói rồi hả, nhưng mà sau này cái quinolone thì có thể là được tổng hợp hoàn toàn luôn, đúng không các anh chị?
cái phở của nó sẽ khác nhau ở các cái thế hệ. Đấy. Trong một cái nhóm như thế thì phở nó sẽ không giống nhau đâu, thế hệ khác nhau thì nó sẽ khác nhau, và thường thì nó sẽ mở rộng ra cái phở. Rồi, đây là về công thức của các cái kim long. Thì các anh chị thấy là về mặt cấu trúc khoa học thì nó cũng gần gần như nhau thôi. Nó chỉ thay đổi đi một vài cái vị trí, và các cái vị trí đó nó đã được tô đỏ lên trên hình đó, để các anh chị thấy là nó sẽ khác đi một vài chỗ. Mình có cái kinolon đường tiểu, đó là axit nucleic hoặc là ribonucleic, oxalic hoặc là chromatin, rhodopsin. Ở đây trong cái này cũng khá là nhiều, nhưng mà thôi các anh chị nhớ nghe cái thằng đại diện trong cái này thôi, đó là axit nucleic là được. Vậy thì trong cái kinolon đường tiểu thì các anh chị chỉ cần nhớ em axit nucleic là một cái kinolon luôn hả? Bởi vì các cái kháng sinh nằm trong nhóm quinolone thì đều có cái đuôi là cái gì các anh chị? Là rosacin. Đúng không? Nhưng mà các cái quinolone đường tiểu thì nó lại không có một cái nguyên tắc nào để nhớ về cái tên của nó hết. Các cái fluoroquinolone thì cái đuôi của nó đều là rosacin. Hả? Là sacin hết. Chỉ có quinolone đường tiểu là không có một cái quy tắc gì hết á. Cho nên là thôi mình cứ học một cái thằng đại diện trong cái phiên long đường tiểu, đó là axit nucleic. Các cái thế hệ thì các chị có là nếu như mà cái thế hệ mà mình phân làm bốn á, thì cái thế hệ một sẽ là cái phiên long đường tiểu, mà phiên long đường tiểu là không có một nguyên tắc nào để nhớ tên. Nếu mà các anh chị muốn học thì chỉ có một cách là học vẹt thôi, đó là nhớ hết hả. Thằng đại diện cho cái này là axit nucleic. Được không? Thế hệ thứ hai thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có là oxalocin hoặc loxacin, siroloxacin, hay người ta gọi là oxalonolol hoặc là siro. Được không? Thì cái thế hệ thứ hai này á, nếu như mà rõ hơn á thì các anh chị lại phân nó là ra cái thế hệ thứ hai mà loại 1 và thế hệ thứ hai mà loại 2. Đúng không? Thì đối với nếu như mà quinolone thế hệ 1 là những cái quinolone đường tiểu, vậy thì nó chỉ là tác động trên các cái trục khuẩn rang ông, mà chủ yếu là cái họ Enterobacteriaceae thôi, tác động cái phổi nó rất là hẹp ở trên đó. Đúng không? Mà tác động cũng ở mức trung bình thôi chứ không phải là tác động mạnh vào nữa, hiệu lực cũng hẳn là tốt. Thì không, cho nên là dùng đã gọi là kim loại long đường tiểu rồi các anh chị, nên là dùng trong những trường tiểu đấy, nó chỉ có một trường hợp đó thôi. Đó. Vậy thì nhắc lại, đối với các cái kim loại long mà thế hệ một á, thì phổ tác dụng của nó chỉ chủ yếu là trên trục khuẩn Gram âm và tác dụng ở mức độ trung bình thôi, các cái chủng như là Enterobacteriaceae. Đối với thế hệ 2 thì mình lại có thế hệ hai loại một và thế hệ hai loại hai, đúng không các anh chị? Thì nó khác nhau về cái phổ. Hễ là thế hệ hai rồi á thì cái phổ của nó sẽ được mở rộng ra hơn so với thế hệ một, đúng không? Thì vẫn là thuộc cái nhóm là fluoroquinolone thôi, nhưng mà trong cái cấu trúc phân tử nó có gắn thêm vào lo vào để không, để nó mở rộng ra thêm một ít trên cái chủng vi khuẩn rang âm. Nhưng mà đối với quinolone thế hệ 2 mà loại 1 á, như là loxacin á, trong đây nè, loxacin hoặc là các anh chị còn có là enoxacin hoặc là lomoloxacin đấy, nhưng mà mình có cái nào thì mình nói về cái đấy thôi, đó là loxacin, đúng không? Thì cái phổ của nó thì cũng gần giống với cái quinolone thế hệ 1. Nhưng mà cái quinolone thế hệ 2 loại 2 tức là upload hoặc zero, được không các anh chị? Thì cái phổ nó mở rộng hơn trên được một số các cái chủng vi khuẩn không điển hình hả, và nó tác dụng được trên cái aeruginosa, nhưng mà nó chưa có tác dụng trên phế cầu và cũng như là chưa có tác dụng trên răng dương.
chỗ này nó hơi rối rối các anh chị. Tức là nếu như mà là thế hệ 2 á thì mình sẽ có hai cái loại nữa, loại 1 và loại 2. Đó, ở loại 1 thì ở đây giới thiệu với các anh chị là một lớp sa xin. Còn thế hệ 2 là upload hoặc là zero, upload zero. Thế hệ 1, loại 1 và loại 2 trong cái thế hệ 1 khác nhau ở cái phổ. Tức là cái loại 2 ấy, nó mở rộng ra hơn cho một số cái chủng vi khuẩn gram âm, tức là nó có thêm được cái Aegyosa và nó thêm được cái chủng vi khuẩn mà những con không điển hình đó. Rồi nó không có trên phế cầu và không có trên răng dừa, được không? Đó là loại 2 của thế hệ 2. Tiếp theo là thế hệ 3. Thì các anh chị thấy là nếu như mà đã là thế hệ 3 thì nó sẽ mở rộng hơn so với cái thế hệ 2 nữa, đúng không? Thì loại 2 có cái gì thì loại 3 nó cũng có cái phổ giống vậy, mà nó mở rộng ra được trên một số cái chủng vi khuẩn gram dương. Vậy thì bắt đầu từ thế hệ 3 là nó có tác động trên vi khuẩn gram dương so với thế hệ 2, mặc dù là loại 2 cũng chưa có tác dụng trên vi khuẩn gram dương, đúng không? Và chỗ này các anh chị thấy là nó sẽ có tác dụng trên phế cầu lục pneumonia đó. Cho nên thường á các anh chị, là trong những trùng đường hô hấp đồ này nọ mà nặng thì người ta có thể dùng các cái kim đôi lông thế hệ 3, và cái kim đôi lông thế hệ 3 này còn gọi là kim đôi lông hô hấp. Hiểu không? Vậy thì các anh chị lưu ý nè, giả sử như khi em có thể hỏi các anh chị, kim đôi lông thế hệ mấy được gọi là kim đôi lông hô hấp đấy, thì nó là kim đôi lông thế hệ 3. Hoặc cũng có thể hỏi là kim đôi lông thế hệ mấy thì có tác dụng trên phế cầu, thì cũng là bắt đầu từ thế hệ 3 mới có tác dụng trên phế cầu. Hoặc là kim đôi lông thế hệ mấy có tác dụng trên vi khuẩn gram dương, thì cũng bắt đầu từ thế hệ 3 mới có tác dụng trên vi khuẩn gram dương. Được không? Tiếp là thế hệ 4 các anh chị, có là cái trovalosacin. Đúng không? Thế hệ 4 là trovalosacin, là một cái kháng sinh phổ rộng, đúng không? Tác dụng trên những cái con mà thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3 nó có tác dụng á các anh chị. Được không? Là tác dụng được Enterobacteriaceae nè, Pseudomonas nè, rồi những cái vi khuẩn không điển hình nè, rồi mở ra được luôn là cái con mà Staphylococcus aureus luôn nè. Đấy, hoặc là cái chủng tụ cầu vàng mà đã kháng với methicillin luôn thì nó cũng có tác dụng luôn nè. Rồi, Streptococci nè cũng có tác dụng luôn. Nói chung là nó phổ nó rộng á, là thế hệ 4 trovalosacin. Ngoài ra các anh chị còn có thêm một cái thế hệ thứ năm nữa, nhưng mà có một vài tài liệu thì cập nhật, một vài tài liệu thì chưa có cập nhật, đó là cái doxycycline. Mặc dù là trovalosacin này á, nó là cái phổ các anh chị thấy nó ưu điểm nhất rồi, nó thế hệ 4 rồi, đúng không? Nhưng mà cái thế hệ 5 á, đúng ra là nó phải ưu điểm hơn, mở rộng cái phổ ra hơn đấy. Nhưng mà cái phổ của cái thế hệ 5 á, doxycycline, thì nó lại giống với cái thế hệ 3, được không? Giống với cái thế hệ 3, nhưng mà nó cộng thêm được một cái nữa, đó là những cái vi khuẩn kỵ thi. Chị hôn các anh chị, đây hệ thống lại nè. Thế hệ 1 là cái kim đôi lông đường tiểu, phổ nó rất là hẹp, chủ yếu là trên cái trục gram âm thôi đó, mà cái con đó là con Enterobacteriaceae, được chưa? Đã gọi là kim đôi lông đường tiểu rồi thì người ta dùng trong trường hợp là nhiễm trùng tiểu. Thế hệ 2 thì có hai loại, một cái loại là loại 1 và loại 2. Loại 1 thì cái phổ nó giống với cái thế hệ 1. Loại 2 thì cái phổ của nó mở rộng ra hơn trên cái chủng vi khuẩn gram âm, được không? Cộng thêm những cái vi khuẩn không điển hình, đúng không các anh chị? Riêng cái siro á, thế hệ 2 loại 2 là có upload với siro, đúng không? Siro là nó có tác động trên cái Aeruginosa luôn, đúng không? Nhưng mà nó vẫn chưa có tác dụng trên phế cầu và chưa có tác dụng trên răng dương. Đấy, là thế hệ 2.
Thế hệ 3 là nó mở rộng ra được cái vỏ của thế hệ 2 trên các cái chủng vi khuẩn rong ong hơn. Hả? Rồi, có tác dụng trên phế cầu, có tác dụng trên rem dương luôn và còn được gọi là trigolon hô hấp. Hả rồi, thế hệ 4 thì là trovalocin. Rồi cái này phổ rất là rộng với những cái anh chạy là rong ong, rong dương, phế cầu, vi khuẩn không điển hình. Hả? Cả cả các con mà đã kháng lại với methicillin đó là cái con chủng tàu cầu vàng á, Staphylococcus aureus á. Kháng với methicillin thì cái quinolone thế hệ 4 này vẫn còn tác dụng luôn. Còn các anh chạy hay kỵ khí hoặc là streptococcus gì nó không có luôn. Thế hệ 5 không phải là nó mở rộng cái vỏ của thế hệ 4 mà là cái vỏ của nó giống với thế hệ 3 nhưng mà cộng thêm được cái con kỵ khí. Đấy là cái vỏ. Và hoạt tính kháng khuẩn, đấy là các cái trigolon đường tiểu rồi thì vỏ rất hẹp ha. Không có gì để nói. Trigolon mà qua thế hệ 2, 3, 4, 5 tức là vỏ của nó sẽ cài càng, nó sẽ được mở rộng ra thêm ở tụ cầu, lậu cầu, màng não cầu, influenza, đường hô hấp hay chạy trục khuẩn mũi xanh hoặc là qua cái màng nội bào. Thì cái này các anh chị không cần học, mà học là học cái hồi nãy em đã nhắc đi nhắc lại 2 lần là cái vỏ của nó. Cái hoạt tính thì các lovelocitin nó sẽ mạnh hơn gấp 2 lần so với cái oplocitin, đúng không? Mà lovo là thế hệ 3 đúng không, còn oplocitin là thế hệ 2 loại 2 đấy. Thì các anh chị thấy là thế hệ 3 thì nó hoạt tính nó sẽ mạnh hơn, có thể sử dụng qua dạng uống hoặc là dạng tiêm tĩnh mạch. Ngoài ra thì có là spagloxacin, lovogati, moxi. Phổ thì rộng, hiệu lực tốt, không có gì để bàn hết. Ở trova thì là thế hệ thứ tư rồi, phổ nó rất là rộng, ram âm, ram dương, đời kháng gì cũng có tác dụng được hết. Và cơ chế là nó sẽ gắn vào cái ADN guanylase hay là cái topoisomerase 2 đó các anh chị, và cái topoisomerase 4. Hả? Nếu mà là topoiso thì là topoisomerase 2 và topoisomerase 4, hoặc là các anh chị nói là nó gắn vào ức chế cái ADN guanylase và topoisomerase 4 cho cái quá trình tháo sắn. Hả? Mà ADN là một cái chuỗi sắn kép. Đúng không các chị? Nếu mà muốn nhân lên được thì phải tháo sẵn, nhưng mà không tháo sẵn được. Rồi, cơ chế đề kháng là do nó đột biến tạo cái enzyme ADN gây ra và topoisomerase 4 thôi. Hoặc là nó còn một ý đó là nó có cái sự đề kháng chéo giữa các cấp fluoroquinolone, tức là bắt đầu từ quinolone thế hệ 2, 3, 4, 5 thì nó có cái đề kháng chéo. Về dược động học thì anh chị thấy là cái này hấp thu tốt qua đường uống ha, sử dụng đường uống nhiều. Được không? Thức ăn thì không có ảnh hưởng đâu. Chỗ này các anh chị thấy là thức ăn nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái sinh thải dụng của quinolone, nhưng mà nó chỉ làm kéo dài cái thời gian hấp thu ra. Được không? Ví dụ như là bây giờ các anh chị uống được 1 giờ thì sẽ đạt được Cmax, tức là nồng độ tối đa. Đấy, thì bây giờ có thức ăn thì sẽ 2 giờ mới đạt được Cmax, tức là vẫn hấp thu với một cái lượng tương tự nhưng mà thời gian cần để đạt được cái nồng độ tối đa, hoặc là thời gian cần để hấp thu cùng một lượng tương tự như thế nó bị dài ra thôi, cần nhiều thời gian để hấp thu chứ nó không có ảnh hưởng về cái sinh thải dụng. Kỳ không các anh chị? Vậy thì nếu như mà các anh chị nói mà có thức ăn nó làm giảm nồng độ thuốc trong máu, làm giảm tác dụng là nó không đúng nha. Bởi vì hấp thu nó cũng y vậy thôi, nhưng mà nó chỉ bị kéo dài thời gian ra thôi. Rồi, về phân bố thì thế hệ 1 là phân bố kém ở mồm.
Anh chị thấy là người ta đã gọi là quinoa lòng đường tiểu rồi, ta dùng trong một trường hợp duy nhất đó. Thế thì nó phân bố kém ở các mô, mình đây chỉ dùng trong cái nhiễm trùng đường tiểu thôi. Còn các cái quinoa lòng thế hệ 2 và 4 năm thế thì phân bố tốt ở mô, nhất là phổi, xương, tuyến ức, tế bền liệt gì đó, cơ dịch não tủy, tai, mũi họng. Dùng nhiễm trùng tại chỗ hoặc là toàn thân thì bởi vì thấy là phân bố rất là tốt, anh chị, phổi thì rất là rộng, thế thì nên là nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm trùng toàn thân gì cũng dùng được hết. Đào thải chủ yếu qua đường tiểu ở cả hai cái dạng có hoạt tính và cái dạng mà mất hoạt tính. Thì thông thường á các anh chị, thì nếu như mà cái clearance mà nó giảm nhỏ hơn 50 ml trên phút á, thì mình mới cần là cân nhắc coi là phải hiệu chỉnh liều hay không, nhưng mà hiệu chỉnh liều như thế nào còn tùy thuộc vào cái chức năng thận nữa. Đấy là các anh chị phải đánh giá lại về cái clearance creatinine, hoặc là mình phải tính lại về GFA xem là ở trong cái mức đó thì phải hiệu chỉnh lại như thế nào. Và có một cái công thức để tính liều tùy vào cái chức năng thận, khỏe thì có cái công thức riêng. Và cái phần mà quan trọng các anh chị cần phải nhớ đó là về tác dụng phụ và độc tính. Thì cái mà đặc trưng cho cái khinolon mất các anh chị là cái này nè, nhạy cảm với ánh sáng. Thì các anh chị thấy là nhạy cảm với ánh sáng là giống với cái gì, giống với tia tra, đúng không? Có thể bị bỏng da luôn á, khi mà tiếp xúc với ánh sáng thì da có thể bị bỏng ở mức độ 2 đó. Rồi giống với tia tra. Rối loạn về máu thì giống với lại penicillin hoặc là giống với sulfonamide. Đặc tính trên gan thì thôi khỏi nói. Kéo dài khoảng nguy cơ thì giống với ma cụ lý. Tờn các anh chị. Rối loạn tiêu hóa là thuốc nào cũng có. Rối loạn thần kinh thì các anh chị sẽ thấy là các anh chị sẽ trong cái trạng thái mà nó không có được bình thường. Căng căng đấy ha. Rồi, nhắc lại, nhạy cảm với ánh sáng là giống với tia tra, rối loạn về máu là giống với chlorampheniton hoặc là sulfonamide, độc tính trên gan thì thôi khỏi bạn, kéo dài khoảng nguy cơ là giống với macrolide. Ngoài ra cái mà đặc trưng cho cái quinolone đó là tổn thương sụn khớp, đúng không, gây tổn thương với chân, tức là cái khi gót chân ở chỗ này thì các anh chị gọi là gót chân asin. Thì cái này nó cũng có, nếu mà các anh chị mà hay đọc truyện mà thần thoại Hy Lạp đó, thì mình biết là gót chân Asin có một cái câu chuyện riêng về gót chân Asin, nghĩa là Asin là bán thần. Thì tiếp theo là đeo khớp hoặc là cơ, được không? Thì cái tác dụng phụ mà đặc trưng cho cái quinolone đó là tổn thương sụn khớp. Còn dị ứng hoặc lên tiêu hóa thì thôi, cái nào nó cũng có, nó cũng không có gì đặc trưng hết. Rồi, có thể là gây viêm gân, đứt gân luôn đó các anh chị. Thì cái tần suất xuất hiện thì nó cũng nếu mà tính trên 1.000 á thì nó cũng khoảng là 2 ca 3 ca trên 1.000, được không? Và thường thì nó sẽ xuất hiện với những cái người mà suy thận, suy giảm chức năng thận, hoặc là những cái người mà đang sử dụng chung với những cái thuốc như là corticoid chẳng hạn, thì nó sẽ làm tăng cái độc tính này lên. Vậy thì cái mà đặc trưng cho quinolone là tổn thương sụn khớp, được học gây viêm gân, đứt gân, tổn thương gân asin. Đấy, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái đối tượng nữa, đó là thường hay gặp ở những người cao tuổi hoặc là những người suy giãn chức năng thận. Đấy thì nhiều hơn, nhưng mà tần suất thì khoảng là 1 ca, 2 ca, 3 ca trên 1.000 ca thôi. Rồi những cái còn lại thì các anh chị tham khảo, và thường là các anh chị nên so sánh với nhau, cái nào tác dụng phụ giống cái nào ấy, thì mình sẽ hệ thống lại theo kiểu đó. Bởi vì nó sẽ có một cái dạng câu hỏi, được không, là câu hỏi phân tích tổng hợp. Đấy, thì giả sử như có thể cho các anh chị là những cái kháng sinh nào gây kéo dài khoảng QT, thì các anh chị chọn.
hoặc là kháng sinh nào gây nhạy cảm với ánh sáng. Đấy thì các anh chị chọn, đấy là mình các anh chị phải tổng hợp lại cái kháng sinh có cùng cái tác dụng phụ. Hoặc là các anh chị cũng phải biết là những cái kháng sinh nào mà có tác dụng phụ mà giống với nhau thì hạn chế kết hợp, bởi vì nếu mà có cùng một cái động tác thì người ta sẽ không có phối hợp với nhau đâu, bởi vì là không phối hợp những cái thuốc có cùng độc tính trên cùng cái hệ cơ quan. Sử dụng thì các anh chị thấy là thế hệ 1 thì nhiễm trùng đường tiểu là không có gì để nói rồi, còn các cái kinolon khác là phụ thuộc vào cái phổ của nó, phổ càng rộng thì chỉ định nó sẽ nhiều hơn thôi. Và các kinolon thế hệ 3 để gọi là kinolon hô hấp rồi thì anh chị thấy là mình có thể dùng trong những trường hợp. Chống chỉ định thì sẽ dựa vào tác dụng phụ mà ra thôi. Đó. Chống chỉ định cho phụ nữ có thai, cho con bú và gây viêm gân, đứt gân hơn anh chị, tổn thương sụn khớp, cho nên là sẽ chống chỉ định cho đối tượng là nhỏ hơn 15 tuổi. Người thiếu men G6PD thì cái này chống chỉ định cho người thiếu men G6PD đó các anh chị, thì nó không phải là trong cái nhóm kinolon đều là chống chỉ định hết đúng không? Tuy nhiên nếu mà nói là một nhóm thì chọn là chống chỉ định cho người thiếu men G6PD là đúng. Còn nếu như mà nói về từng cái thuốc thì hình như là Rosuvastatin nó không có cái chống chỉ định này. Là trong một nhóm như thế thì vẫn có những cái thuốc ngoại lệ. Tiếp theo là người có đái tháo đường thì người ta sẽ chống chỉ định với gabapentin. Thì cái này anh chạy nó có thể là gây hại đường huyết hoặc là nó có thể gây tăng đường huyết luôn, tức là nó gây rối loạn đường huyết. Và cái này rất là khó để xác định được là lúc nào gây tụt, lúc nào gây tăng. Đấy, thì thường là người ta sẽ có thể là nó sẽ gây tai biến và có thể dẫn đến tử vong nữa. Đấy, nếu mà gây tăng đường huyết thì là những cái biến chứng tạm thời thôi thì còn được, còn nếu mà gây hại đường huyết thì rất là khó để phát hiện, còn nếu mà phát hiện không kịp thì có thể dẫn đến là tử vong. Và cái này nó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến là cái gabapentin nó bị rút khỏi thị trường ở Mỹ rồi, có nghĩa là người ta không có dùng nữa. Thận trọng là ở người thiểu năng gan, thiểu năng thận, hiệu chỉnh liều nếu cần, tránh ánh sáng tia UV, đặc biệt bởi là Rosuvastatin. Thì tránh ánh sáng tia UV thì không có gì để bàn rồi, bởi vì nhạy cảm với ánh sáng chuyển hóa gây gan tại trừ qua thận đó, nên là về thận trọng không có gì để bàn. Về tương tác thì các anh chị lưu ý cho em cái tương tác quan trọng nhất và phổ biến nhất mà mình hay gặp, đó là khi mà có các cái ion kim loại giống với cái tê tra hồi nãy, nếu như mà các cái ion kim loại natri, canxi, magie đó, hoặc là các cái antacid, hoặc là thức ăn đủ có cái ion kim loại thì nó sẽ làm giảm hấp thu các cái kinolon theo cùng một cái cơ chế hồi nãy, tức là nó sẽ gắn kết và tạo thành một cái phosphorylase cấu trúc cồng kềnh làm giảm hấp thu kháng sinh đó. Và nếu như mà kinolon là một cái kháng sinh phụ thuộc nồng độ đó các anh chị đó, nếu như mà làm giảm nồng độ thì nó sẽ làm giảm tác dụng không, nên là cái tương tác mà quan trọng nhất ở đây các anh chị cần phải lưu ý giúp em, đó là tương tác với các cái ion kim loại, không phải là chỉ trong antacid không mà có thể là thức ăn đồ uống nữa. Rồi cimetidine là một cái chất hả làm giảm chuyển hóa, tức là cimetidine là một cái chất ức chế enzyme sẽ làm tăng nồng độ của các cái kinolon đó. Mà kinolon thì có đặc tính cũng khá là cao á, hả? Cho nên là nên lưu ý khi phối hợp với cimetidine. Đó, và cimetidine là thuốc gì đó anh chị? Là một cái thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng nhóm kháng H2, đúng không? Tức là kháng histamine tại receptor H2. Đấy, thì cimetidine bản chất là một cái chất ức chế enzyme, mà ức chế enzyme thì sẽ làm chuyển giảm chuyển hóa thuốc. Giảm chuyển hóa thuốc thì nồng độ thuốc trong máu sẽ còn nhiều ấy và có thể dẫn đến tăng độc tính. Đó là hai cái tương tác thuốc mà các anh chị lưu ý giúp em, hoặc còn những cái còn lại mình có thể tham khảo không. Đường dùng á, thường là sử dụng đường uống các anh chị thấy.
Cái nhóm này cũng được sử dụng rất là nhiều hơn anh vậy. Rồi, giải lao 5 phút.